chào mừng các bạn đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ làm món bánh nậm. Và để làm cái món này thì mình chuẩn bị đây là 200g bột gạo, 100g đây là thịt heo, và 80g tôm. Và nước thì mình sẽ dùng 400ml nước và vài cọng hành lá. Và đây là củ hành tím, mình dùng 2 củ và 2 thép tỏi. Và nước mắm thì mình sẽ dùng nửa muỗng cà phê, và nửa muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê bột ngọt và nửa muỗng cà phê tiêu. Và muối thì mình sẽ dùng một ít nha các bạn. Màu dầu điều này thì mình sẽ dùng khoảng 4 muỗng cà phê. Ở đây mình dùng màu dầu điều để cho cái phần nhân của mình nhìn nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà các bạn không có thì mình dùng dầu ăn bình thường cũng được. Và như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên thì mình sẽ cho thịt và tôm vô trong một cái cối xay. Tôm thì các bạn nhớ bóc vỏ rồi mình lấy cái phần chỉ trên lưng ra nha. Sau khi mà mình xay xong thì mình sẽ cho vô nước mắm nè. Mình cho hạt nêm, bột ngọt và tiêu vô. Sau đó mình sẽ trộn đều lên. Hoặc là trong lúc xay các bạn có thể cho tất cả các gia vị vô mình xay luôn cũng được. Mình trộn đều lên rồi mình sẽ ướp khoảng 15 phút. Rồi hành lá thì mình sẽ sắc nhuyễn. Phần tỏi và củ hành tím thì mình sẽ băm nhuyễn. Và bây giờ thì mình sẽ xào cái phần nhân nha. Mình sẽ cho màu dầu điều vào trong chảo. Và tiếp theo là mình sẽ cho tỏi và hành tím băm nhuyễn vô. Vì cho tỏi và hành tím thật là vàng thơm, sau đó mình sẽ cho phần tôm thịt vô. Rồi mình xào cho phần tôm thịt này săn lại. Rồi phần thịt đã bắt đầu săn lại rồi. Tiếp theo là mình sẽ cho hành lá vô. Rồi mình xào đều lên, sau đó mình sẽ tắt bếp luôn. Wow, rất là thơm luôn á. Các bạn nhìn nè, có màu vàng với màu xanh. Rồi tiếp theo là mình sẽ bắt đầu pha bột nhé. Mình cho bột vô trong cái tô lớn. Tiếp theo là mình sẽ cho vô một ít muối. Và mình sẽ đổ vô 400ml nước. Mình vừa đổ vừa khuấy đều lên. Rồi mình khuấy cho bột thật là đều ra nha. Sau đó mình sẽ lược bột qua một cái rây. Cái rây mình lót lên một miếng túi lược nước cốt dừa đó các bạn. Để mình lược cho cái phần bột của mình đó, nó loại bỏ những cái phần bột lợn cợn á, cho nó mịn hơn. Rồi mình để từ từ cho nó chảy xuống. Rồi sau khi mà mình lược xong á thì mình sẽ bắt cái chảo này lên bếp và nấu cho đến khi nào cái phần bột của mình nó sệt lại là được. Mình sẽ cho trong cái nước bột gạo này một ít dầu ăn nha. Rồi trong lúc nấu thì mình sẽ khuấy thường xuyên như thế này. Và các bạn nên để lửa nhỏ thôi. Và lúc này thì các bạn nên nhớ là mình sẽ khuấy nhanh tay lên. Rồi mình sẽ tắt bếp luôn nha. Và tiếp tục khuấy đều trên bếp cho đến khi nào cái phần bột của mình thật là mịn là được. Và lúc này thì các bạn thấy cái phần bột của mình nè, rất là mịn luôn. Mịn như thế này nha các bạn. À, các bạn khuấy là mình phải khuấy trên bếp và mình tắt bếp chứ mình không được nhấc xuống nhé. Rồi phần bột của mình như vậy là được rồi. Rồi ở đây mình có chuẩn bị một xấp lá chuối nè các bạn. Đây, mình sẽ lấy một miếng lá chuối. Lá chuối á, thì các bạn có thể đem ra ngoài nắng mình phơi khoảng 2 tiếng cho nó hơi héo héo lại như thế này. Hoặc là các bạn có thể luộc qua với nước sôi nhé. Mình trụng qua với nước sôi, sau đó các bạn lau sạch lại. Và bây giờ thì mình sẽ cho bột lên nhé. Và trước khi cho bột lên thì các bạn nên quét lên trên miếng lá chuối một ít dầu ăn. Mình quét lên một lớp mỏng thôi. Rồi mình cho bột lên. Và các bạn tán mỏng ra nha. Và tiếp theo là mình sẽ cho phần nhân vô trong ngay giữa nè. Các bạn tán đều ra. Rồi các bạn nhìn nè. Cái phần bột thì màu trắng, còn cái phần nhân thì màu vàng. Có thêm hành lá xanh xanh nữa, nhìn rất là nổi luôn á. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu gói bánh lại nha. Gói này thì cũng rất là đơn giản, các bạn chỉ cần gấp cái đầu bên đây qua bên đây. Rồi, gấp cái miếng bên đây lại. Sau đó mình sẽ xếp hai cái đầu này lại là được rồi. Nên ấn nhẹ xuống như thế này nè, để cho cái phần bột của mình nó tán đều ra. Rồi, như vậy là xong rồi đó các bạn. Tương tự thì các bạn sẽ gói với những phần bánh còn lại cho đến khi nào hết nhé. Rồi, mình sẽ cho bánh vô trong cái sừng hấp. Các bạn để thưa thưa ra nha. Mình đừng để nó chồng lên nhiều quá nha các bạn. Rồi như vậy là được rồi.
Sau đó mình sẽ hấp trong vòng 15 phút. Nắp đã chín rồi đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Mình lấy bánh ra. Và các bạn nhớ là trong lúc hấp các bạn nên để lửa vừa thôi nha, đừng để lửa lớn quá. Nếu mà mình để lửa lớn quá thì cái phần bột nó sẽ phình lên, và khi mình lấy ra thì cái bánh mình nhìn nó sẽ không có đẹp lắm. Bây giờ mình sẽ pha cái phần nước chấm nha các bạn. Mình cho vô trong nồi là khoảng 6 muỗng canh nước. Sau đó mình sẽ cho vô 2 muỗng canh đường. Và mình sẽ cho vô khoảng 3 muỗng canh nước mắm. Sau đó mình sẽ nấu cho phần đường này tan ra. Mình ăn cái món này thì mình sẽ làm nước mắm mặn ngọt nha các bạn, chứ mình không có ăn nước mắm chua ngọt nhé. Rồi mình nấu cho đường tan ra, rồi sau đó mình múc ra ngoài chén, cho vô vài lát ớt nữa là xong. Rồi đường đã tan ra hoàn toàn rồi nè các bạn. Rồi sau đó mình sẽ tắt bếp. Rồi bánh mình đã lấy ra rồi nè các bạn, mình để ra ngoài cái rổ đi nè. Rồi nước mắm thì mình cho vô vài lát ớt nữa. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ thử một cái cho các bạn cùng xem nhé. Mình sẽ gỡ cái này. Bánh còn nóng quá nha các bạn. Wow, các bạn nhìn cái bánh của mình nè. Nhìn ngon quá à. Mình vừa gỡ xong 4 cái bánh này đấy các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ ăn thử thôi. Thì mình sẽ ăn thử cái này trước nha. Mình sẽ dùng cái muỗng để mình ăn luôn các bạn. Sắn như thế này nè. Rồi mình sẽ chấm vô miếng nước mắm nha. Nước mắm này cay quá các bạn ơi. Mà cái bánh mình ăn rất là ngon nha. Ăn nó mềm mềm nè, phần nhân á, ăn nó cũng rất là ngon, rất là vừa ăn luôn. Rồi mình sẽ chấm vô nước mắm tiếp nha. Mình cắt hơi nhiều ớt cho nên là nó hơi cay một xíu. Bạn nào thích ăn cay chắc chắn là sẽ rất là thích luôn á. Phần bột đó các bạn, mình ăn nó mềm mềm nè. Và cái phần nhân á thì mình ăn có phần tôm thịt đó các bạn, rất là ngọt nha. Vị ngọt từ tôm tươi nè, chấm với lại nước mắm cay cay nè, mặn mặn ngọt ngọt nè. Và nước mắm này các bạn đừng có nêm mặn quá mà cũng đừng có ngọt quá nha các bạn, nó hơi lợ lợ là mình có thể ăn được rồi. Bạn nào thích ăn với rau thì các bạn có thể ăn với rau sống cũng được nữa, còn không thì các bạn có thể ăn không như thế này. Ê, bánh rất là mềm luôn. Để mình ăn không thử nha. Rất là thơm các bạn, thơm mùi hành lá nè. Nhưng mà mình ăn không thì nó hơi nhạt, mình phải chấm với nước mắm như thế này. Và cái bánh này thì các bạn làm cái phần bột càng mỏng thì nó sẽ càng ngon đó. Rồi hết cái bánh này rồi các bạn. Mình ăn cái món bánh nậm này nè các bạn, thì mình chấm với nước mắm như thế này nó mới đúng bài nha. Wow, nhìn ngon quá. Bánh này thì mình nghĩ là các bạn nên ăn lúc mà nó còn nóng thì nó sẽ ngon hơn. Lúc mà mình vừa lấy bánh ra khỏi cái sừng nắp á, các bạn tranh thủ ăn liền nhé. Ăn nguội thì mình để cho nó nguội rồi mình ăn cũng được. Nếu mà mình để nguội thì cái phần bột này các bạn nó sẽ dẻ lại á. Cái này ăn nó hơi mềm và có độ dai hơi nhẹ. Vì mình dùng bột gạo không đó các bạn. Nếu mà muốn bánh mình dai hơn mình có thể cho thêm một ít bột năng cũng được. Nước mắm thì các bạn nhìn cái phần nhân tôm với thịt ở giữa nè, màu cam này kết hợp với lại hành lá xanh xanh nữa. Nhân thì các bạn chỉ cần sắn nhẹ như thế này rồi mình chỉ việc lấy cái bánh ra rất là dễ dàng luôn. Và các bạn ơi, video làm món bánh nậm của mình đến đây cũng hết rồi, và mình chúc cho các bạn làm thành công nè và ăn ngon miệng nữa. Và nếu các bạn mà có yêu thích video của mình đó, thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!